Kính thưa quý khán thính giả, năm Giáp Ngọ 2014 đã gần kề. Những người làm ăn vất vả ở xa đa số đã về đoàn tụ cùng gia đình để chuẩn bị đón giao thừa, bỏ qua một năm đầy mệt mỏi với công việc. Mọi người dù giàu hay nghèo cũng mua sắm trong phạm vi có thể để chuẩn bị Tết cho gia đình và quà cáp cho họ hàng nội ngoại theo truyền thống. Lợi dụng truyền thống này, nhiều người đã sử dụng hình thức biếu quà Tết để mưu cầu lợi riêng. Trong ngưỡng cửa của năm mới 2014, diễn đàn chúng ta kỳ này xin bàn về một vấn nạn mà hầu như không có biện pháp thật sự để giải quyết nó, đó là tặng quà biếu sếp. Thưa quý vị, nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên. Đó là công văn do Thường trực Ban Bí thư Trung ương Lê Hồng Anh ký ban hành vào đầu năm 2014. Cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cần chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời triển khai các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội phải thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, tập quán của từng địa phương. Ban Bí thư nhấn mạnh việc tặng quà Tết cho cấp trên bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Tiền, phương tiện, tài sản công bị cấm sử dụng vào các hoạt động trong dịp Tết trái quy định. Thưa quý vị, việc tặng quà Tết từ ngàn xưa đã trở thành một nét truyền thống đẹp của người Việt Nam ta. Thế nhưng quà Tết ngày nay phần lớn mang ý nghĩa vật chất, và như vậy nét đẹp mang đậm chất nhân văn đã trở thành yếu tố vụ lợi. Nhiều năm qua, việc cấm tặng quà Tết cấp trên cũng đã được thực hiện ở nhiều cơ quan và địa phương, nhưng hiệu quả mang lại không được như mong muốn. Theo báo Người Lao động thì việc cấm biếu quà Tết nói thì dễ nhưng thực thi thì hơi khó. Một giáo viên, ông Trương Văn Tám chia sẻ như sau. Tặng quà dịp Tết bây giờ đã thành thông lệ rồi, không tặng thì không được. Tất cả mọi người ở đây đều thế, mình không đi, sếp thấy thiếu cũng khó coi. Hoặc chị Nguyễn Thị Hà cho rằng đây là vấn đề rất tế nhị. Năm nào cũng nhận được công văn cấm của cấp trên, nhưng biếu quà Tết cho sếp thì vẫn cứ phải đi. Ngày trước, biếu Tết chỉ cần con gà, vài cân gạo nếp quê là xong. Bây giờ đi Tết mà không có cái phong bì hay những món nặng một chút thì thấy không yên tâm. Thưa quý vị, hoặc nick Hàn Quốc Bình chia sẻ như sau. Công văn này thấy quen quá, cứ hàng năm gần đến Tết thì lấy ra đề thêm vào ngày tháng năm rồi phát hành. Công văn nói cấm người đi tặng chứ đâu có nói rõ cấm người nhận, đâu có nói rõ cấm tặng cửa sau. Bây giờ văn minh lắm rồi, thực tế lắm rồi, đâu có ai đi tặng quà nữa đâu, sách cho nặng, chỉ đến nhà thăm và tặng thiệp chúc Tết là được rồi. Nói thật, việc kiểm tra thế nào và xử phạm các đối tượng vi phạm ra sao thì không thấy đề cập tới. Kết quả là lệnh cấm có cũng như không, và năm nào cũng ban hành lại cái lệnh cấm này. Thật là ngán ngẫm. Và sau cùng thưa quý vị, nick chính thì xem việc cấm này là điều nên và rất vui. Thật sự mình rất vui vì điều này. Trước đây khi còn làm ở các trường khác, mình phải mang cái này cái kia đến nhà cấp trên, thấy buồn và nhục vô cùng. Nhưng ở cơ quan nơi mình hiện làm việc không có cái văn hóa biếu quà kiểu thế, nên mọi người đều bình đẳng, tôn trọng nhau hơn. Hiệu quả công việc được coi là yếu tố quyết định chứ không phải mối quan hệ hay giá trị của quà tặng. Mình tự hào vì được làm việc trong một môi trường giáo dục sạch, không tiêu cực như vậy. Thưa quý vị, vậy luật ra mặc luật, đường ta đi vẫn cứ đi. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm ý kiến của bạn trẻ Huỳnh Thục Vy hiện đang sống tại Việt Nam. Xin gửi lời chào đến bạn Huỳnh Thục Vy. Theo bạn thì cái việc nghiêm cấm tặng quà cho cấp trên nó có hiệu quả hay không? Khi mà luật đưa ra thì nó quá lập lờ và có thể nói là khó có thể được coi là luật, vì nó chạm phải cái truyền thống văn hóa Việt Nam. Đối với câu hỏi của anh Trân Như, trước tiên em có một cái điều muốn nói thế này. Đó là việc tặng quà cho ai đó, nó không phải là một cái gọi là truyền thống văn hóa đặc trưng của người Việt Nam mình, mà nó là phổ quát cho khắp nhân loại. Điều đó nó diễn tả cái sự tử tế và cái lòng biết ơn của người tặng dành cho người nhận. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là chúng ta tặng quà hay là tặng tiền, và cái người mà nhận tiền của chúng ta là ai, người ta sẽ đem lại cái lợi ích gì cho chúng ta. Và em nghĩ rằng ra một cái luật cấm tặng quà Tết cho sếp là một cái điều quá ấu trĩ đi. Tại vì có lý do gì bắt người ta không tặng quà cho nhau được. Vấn đề là người ta tặng quà hay là tặng tiền, và số tiền đó bao nhiêu thì được. Chúng ta phải đặt ra một cái ngưỡng, khi mà nó vượt qua cái ngưỡng đó thì gọi là tham nhũng, và nó ở dưới cái ngưỡng đó thì chúng ta gọi là tặng quà bình thường. Em nghĩ là chính quyền Cộng sản Việt Nam đang cố gắng để mị dân. Người ta đưa ra luật thì cái mục tiêu đầu tiên người ta không phải là để giải quyết cái vấn nạn đó, mà là để đánh lừa người dân. Và người dân Việt Nam có vẻ cũng hay bị lôi cuốn vào những cái chuyện nó rất là ngớ ngẩn này, em nghĩ vậy. Ai cũng biết rằng là đi Tết sếp là một cái quy định ngầm không thể thiếu. Biếu tặng quà cho sếp là để hanh thông trong cái công việc, không bị bắt bẻ trong những ngày thường, tránh bị làm khó dễ trong công việc. Thì theo Huỳnh Thục Vy thì liệu cái quy định này nó sẽ được bao nhiêu người áp dụng, và hậu quả của những cái người áp dụng đó sẽ ra sao? Thì em nghĩ rằng cái việc tặng quà Tết cho sếp bây giờ, từ thời kỳ vua chúa đến thời kỳ Cộng sản, nó trở thành một cái mà chúng ta có thể gọi là truyền thống văn hóa. Tuy cái này nó không được tốt đẹp cho mấy, và em nghĩ là cái điều này nó sẽ tiếp tục nếu chúng ta không có một cái hệ thống tư pháp đường hoàng để có thể tố cáo những trường hợp tham nhũng. Tại vì có ai đó đã ví cái chuyện đó như là một cái chất bôi trơn để cho cái guồng máy độc tài này nó được trơn tru và nó vận hành. Em nghĩ là chúng ta phải thay đổi cái não trạng của mình, và từ việc thay đổi nó sẽ thay đổi cái văn hóa. Cái sự thay đổi văn hóa đó lúc nào nó cũng đau đớn hết, và nó cần thời gian. Nhưng mà em nghĩ là một cái chế độ pháp trị nó sẽ giúp cho cái sự thay đổi não trạng đó, nó sẽ giúp một cách tích cực. Xin cảm ơn bạn Huỳnh Thục Vy đã dành cho chúng tôi phần chia sẻ của bạn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chuyện tặng quà cho nhau thuộc về văn hóa. Bất kỳ một dân tộc nào cũng có văn hóa tặng quà. Ở Việt Nam, tặng quà là truyền thống văn hóa tốt đẹp có từ lâu đời. Vì thế, không có lý do gì mà bỏ. Truyền thống này cần phải giữ gìn và phát huy. Tuy nhiên, việc tặng quà để lấy lòng cấp trên, để hanh thông quan lộ chính là hành động tham nhũng. Mà tham nhũng thì Việt Nam đã có luật rõ ràng và không có gì để bàn cãi. Vấn đề là chính quyền có thật sự muốn chống tham nhũng hay không thôi. Quý vị có ý kiến đóng góp gì về đề tài này? Xin chia sẻ với chúng tôi qua những phương tiện mà chúng tôi đã có. Cầu chúc quý vị một mùa xuân Giáp Ngọ 2014 đầy an khang, thịnh vượng và mọi sự như ý. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị.